chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu.
nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đông đội tông, này đôi cuốc mộng mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh, mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Này khăn đông đội tông, này đôi thật đẹp như mơ. Thank you.
trân trọng và kính mến. Trước khi bước vào câu chuyện trăm năm của Minh Tuấn và Huyền Trang trong chương trình lễ đón dâu chiều ngày hôm nay, trước hết cho phép ban tổ chức của gia đình họ gái chúng tôi thay lời cho gia đình và thay lời cho tình yêu của hai em xin gửi tới các cụ, các ông, các bà cùng với toàn thể quý vị chúng ta một lời kính chúc sức khỏe, an khang, thành đạt, hạnh phúc trong cuộc sống. Và ngay sau đây cho phép chúng tôi được công bố chương trình lễ vu quy đón dâu của đôi bạn trẻ Minh Tuấn, Đẹp Duyên cùng Huyền Trang chiều ngày hôm nay. Xin phép được bắt đầu bằng một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị chiều nay. Kính đơn xin duyệt của các cụ, các ông, các bà cùng với toàn thể quý vị chị và các bạn. Quả đúng là yêu và được yêu, một món quà rất tuyệt vời mà cao quý ông tạo hóa đã yêu thương và trao ban cho mỗi người chúng ta. Để rồi qua tình yêu đó ngày hôm nay đã chính thức được triển nở trên những người con, người cháu trong đôi bên gia đình. Kính thưa quý vị, Minh Tuấn và Huyền Trang, hai em được sự vun trồng và tác hợp từ quý quan viên đôi bên dòng họ, sự ân cần chỉ bảo, chung tay giúp đỡ từ những người bạn. Để rồi tình yêu đó ngày hôm nay chính thức được đơm hoa kết trái ngọt ngào. Kính thưa toàn thể quý vị, trong ít ngày vừa qua, đôi bên gia đình và hai em đã có những cánh thiệp hồng loan tin gửi tới tận tay quý vị trở về cùng chung dự chứng kiến những giây phút tình yêu của đôi bạn trẻ trong chương trình ngày lễ trăm năm trọng đại. Kính thưa toàn thể quý vị, ngay giờ phút này tại tư gia phòng mừng của gia đình họ gái, chúng tôi được chào đón tất cả hiện diện quý quan viên đôi bên dòng họ. Chúng ta trở về cùng hiện diện và chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ trong chương trình lễ vu quy chiều ngày hôm nay. Giờ phút này thì xin kính mời quý vị chúng ta cùng dự tiệc trà nước thuốc và chúng ta đón nghe lời phát biểu mở đầu của vị đại biểu đại diện cho phái đoàn cao cả của gia đình họ trai khách quý. Ông sẽ trở về trước trung tâm sân khấu ngày hôm nay nói một lời phát biểu đặc phần đấng lễ cây trầu xin dâu ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, thưa các bậc cha dì chú bác của hai họ, thưa bầu bạn của hai gia đình cũng như bầu bạn của các cháu, hôm nay hai gia đình chúng tôi rất vui mừng phấn khởi có sự hiện diện của các quý vị tôi vừa thưa trên. Đây là một hồng ân mà Chúa đã ban cho giữa hai đình, gia đình ông cả chúng tôi cũng như gia đình ông bà Trùng dưới này, đã có những người con trưởng thành và được sự vun đắp của tất cả mọi người, mọi bạn bè cũng trong hai dòng họ. Nhờ ơn Thiên Chúa, nhờ tiền nhân tổ tiên để lại, hôm nay mới có ngày hôm nay. Chúng tôi rất phấn khởi và hôm nay tôi xin được đại diện cho họ nhà giai đến đây, trước tiên được kính chào các quý cụ, quý ông bà, và hai nữa tôi xin được thay lời cho toàn họ gia chúng tôi xin đặt cây dầu để xin được làm lễ thành hôn cho các cháu. Xin chân thành cảm ơn. Trước hết thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn với lời phát biểu rất tuyệt vời mở đầu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ trai khách quý chiều ngày hôm nay. Trước hết thì ông xin được đại diện cho quý dòng họ của mình gửi tới các cụ, các ông, các bà, quý quan viên đôi bên dòng họ chúng ta đang hiện diện trong chương trình lễ vu quy của đôi bạn trẻ Minh Tuấn và Huyền Trang lời kính chúc sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc, chuẩn bị cùng với dân tộc đón một cái Tết cổ truyền thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu. Và điểm thứ đến trong lời phát biểu chiều ngày hôm nay, ông xin phép được đại diện cho quý dòng họ của mình, xin phép được đặt phần tấm lễ cây trầu xin dâu truyền thống của quê hương, xin được đón nàng dâu Huyền Trang trở về làm dâu con trong gia đình và của dòng họ. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi đó là lời phát biểu đặt phần tấm lễ cây trầu xin dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ trai. Ngay sau đây chúng ta cùng đón nghe lời phát biểu tiếp nhận phần tấm lễ cây trầu xin dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ gái chúng ta trong chương trình lễ vu quy. Xin trân trọng kính mời ông. Và không quên cũng dành một tràng vỗ tay để chào đón vị đại biểu đại diện cho gia đình họ gái hôm nay. Tôi xin kính chào các quý vị trong họ nhà giai và cũng thay lời cho họ nhà gái cũng xin được nhận tấm lễ cây trầu này dâng lên tiên tổ. Vậy giờ đây tôi cũng xin thưa.
thay mặt cho họ nhà gái xin chấp nhận sự quy rồi. Xin hết, xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu tiếp nhận phần tâm lễ cây trầu xin dâu ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin kính mời hai vị đại diện chúng ta vui lòng trở lại sân khấu để một vị sẽ trao, một vị sẽ nhận phần tấm lễ cây trầu xin dâu ngày hôm nay. Xin mời bộ phận lễ tân chúng ta chuyển phần tấm lễ cây trầu xin dâu về trước trung tâm sân khấu để cho hai vị đại biểu đại diện cho họ trai, họ gái, một vị sẽ trao và một vị sẽ nhận. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho hai bên gia đình chúng ta tiến lên sân khấu ạ. Và mời bộ phận lễ tân chúng ta chuyển phần tấm lễ cây trầu xin dâu giúp cho vị trưởng đoàn của gia đình họ trai để ông sẽ trao cho vị trưởng đoàn của gia đình họ gái trong chương trình lễ vui hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị cho hai vị đại biểu của các bên gia đình. Đại diện cho gia đình chúng ta sẽ đón nhận và mời một phần lễ tân chúng ta đỡ giúp cho vị trưởng đoàn của gia đình phần tâm lễ chuyển vào tiếp mái trước bàn thờ do viên của gia đình. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay nữa để chúng ta cảm ơn hai vị đại biểu đại diện của đôi bên gia đình. Kính thưa quý vị, với phần lễ vật truyền thống của quê hương trong chương trình lễ đón dâu ngày hôm nay mà phái đoàn họ nhà trai mang sang để tổ chức, trước tiên gồm có chầu cau tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Ngoài chầu cau còn có trà và thuốc đón mời quý vị. Ngoài trà và thuốc còn có tiền xin dâng thanh lễ cầu nguyện cho các bậc tiền nhân trong gia đình. Xin mời bộ phận lễ tân của gia đình họ gái chúng ta sẽ cùng triển khai tiệc trà nước thuốc để tiếp tục chào đón tất cả quý vị quan khách đang hiện diện trong chương trình lễ vui. Kính thưa quý vị, để tiếp nối trong chương trình lễ vui, giờ phút này sẽ là phần ra mắt của dâu sinh và dề thảo. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với một vị đại diện của gia đình họ trai, dẫn chú rể Minh Tuấn ra mắt trước sự hiện diện của quý vị trong chương trình lễ vui ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời và xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cho vị đại diện và chú rể Minh Tuấn hôm nay. Hôm nay là ngày hạnh phúc của hai cháu. Tôi thay mặt cho dòng họ được dẫn cháu ra trước tiên bái yết tiên tổ, bà nội, bà ngoại, bố mẹ và dòng họ. Vâng, kính thưa quý vị, bên cạnh chúng ta đây, bên cạnh chú rể Minh Tuấn, đó là người chú rất là tuyệt vời ngày hôm nay đã đỡ lời cho chú rể người cháu của mình, dẫn người cháu Minh Tuấn ra. Đó là hiện diện trước tại trung tâm khán phòng của gia đình để bái yết tiền tổ cho sự diện của quý quan khách cao cả đang hiện diện trong ngày hôm nay. Và mời chú rể Minh Tuấn em trở lại hàng ghế chủ hôn ngày hôm nay. Sau đây thì xin mời một vị đại diện cho gia đình họ gái chúng ta sẽ dẫn cô dâu Huyền Trang ra mắt trong chương trình lễ vui quy. Xin trân trọng kính mời. Giây phút này chính là giây phút tuyệt vời nhất của hai em khi có sự hiện diện và chứng kiến đông đủ. Từ nơi quý vị chị và các bạn. Trước là xin bái yết tiên tổ, sau là chào ông bà nội, chào ông bà ngoại, chào bố mẹ và chào quý họ. Con xin hết ạ. Xin được cảm ơn người thím rất là nhiều ngày hôm nay. Và sau đây xin mời Minh Tuấn ôm bó hoa tươi thắm tuyệt vời nhất để trao cho người vợ yêu thương của mình trong giây phút lễ trao hoa. Và quý vị chúng ta cùng hướng mắt về trước trung tâm sân khấu để chúng ta chúc mừng cho tình yêu của Minh Tuấn đẹp riêng cùng Huyền Trang ngày hôm nay. Thưa quý vị, lúc này đây thì hai em được chính thức sát cánh bước bên nhau. Chúng ta cầu chúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc bên nhau. Kính thưa toàn thể quý vị, và để có được tình yêu tuyệt vời và viên mãn ngày hôm nay, trước tiên hai em phải tạ ơn hồng vân Thiên Chúa và phúc lộc của tiền nhân. Đây cũng chính là nghi lễ gia tiên truyền thống tuyệt vời nhất trong ngày trăm năm trọng đại.
Giờ này xin mời cô dâu và chú rể chúng ta di chuyển về nhà chính diện, đến trước bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ gia tiên. Trước tiên hai em chúng ta hướng về bàn thờ Thiên Chúa trước. Và để cho giây phút này thêm phần ý nghĩa, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đứng lên, hướng về nhà chính diện để cùng với đôi bạn trẻ tạ ơn hồng ân Thiên Chúa, kính nhớ các bậc tiền nhân trong ngày trăm năm hạnh phúc hôm nay. Lạy Chúa, cho đi yêu thương và cho ban tình yêu của Ngài xuống trên đôi bạn trẻ, để đôi tình yêu đó ngày hôm nay được nương hoa kết trái, đó là Minh Tuấn và Huyền Trang. Xin Chúa gìn giữ chúc lành cho tình yêu của họ luôn bền vững, sát son yêu thương nhau. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Dâng ba lễ xá trước bàn thờ Thiên Chúa, xin kính mời. Sau đó hướng về bàn thờ gia tiên, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, chính là đạo lý tốt đẹp mà mỗi người chúng ta được thờ hưởng. Trong giây phút trăm năm trọng đại hôm nay, với tâm tình hiếu thảo, giờ đây hai em chúng ta dâng hai lễ xá, kính nhớ thắp hương trước bàn thờ gia tiên của gia đình. Xin kính mời. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng an toàn. Sau khi thắp hương tưởng nhớ trước bàn thờ gia tiên xong, hai em chúng ta sẽ cùng tay trong tay trở ra trước trung tâm khán phòng của gia đình để tiếp tục trong chương trình lễ quốc vinh chiều ngày hôm nay. Phần quà đầu tiên chúng tôi được đón nhận đó là phần quà của ông bà nội về phía của chú rể Minh Tuấn. Ông có chưa chuyển và gửi lại cho ban tổ chức, xin được trao lại cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và tiếp đến đó là về phía của bà ngoại cô dâu cũng có một phần tặng phẩm, một chiếc phong thư được trao tặng cho những người cháu yêu thương của mình. Tiếp đến xin kính mời phần tặng phẩm về phía của gia đình họ gái. Xin mời anh chị Thúy Khiêm là những người anh người chị của cô dâu. Em Ánh, em Nhật, em Hải là những người em trai, em gái của cô dâu chúng ta lần lượt trở về để trao phần tặng phẩm cho tình yêu của Minh Tuấn và Huyền Trang ngày hôm nay. Chúng ta đang được nhắc đến phần tặng phẩm về phía của gia đình họ gái, và một ít phút nữa sẽ là phần tặng phẩm của gia đình họ trai ngày hôm nay. Mời em Ánh, em Nhật, em Hải, những người em trai, em gái của cô dâu cũng có những phần tặng phẩm để chúc mừng cho các anh chị của mình. Vâng, đây là phần tặng phẩm đầu tiên của gia đình anh chị Thúy Khiêm, là người anh, người chị của cô dâu. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Xin mời các em đại diện của gia đình. Sau phần tặng phẩm của các em đại diện trong gia đình, xin kính mời bố mẹ đỡ đầu của cô dâu, bố mẹ Nhân Nguyên và bố mẹ Hà Sơn sẽ chuẩn bị cho phần tặng phẩm. Rất nhiều một trang những cần tặng phẩm tuyệt vời được trao tặng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Rất
tuyệt vời ngày hôm nay khi mà chứng kiến những người anh người chị của mình khởi đầu trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Những món quà tuyệt vời, xin mời với những người em của cô dâu chúng ta lần lượt trở về sân khấu để trao tặng cho anh chị của mình. Sau em Nhật thì xin mời em Hải, cũng là người em của cô dâu, em sẽ chuẩn bị cho phần tặng quà hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều, những người em của cô dâu. Cũng có một những phần tặng vật đầy cao quý và ý nghĩa để chúc mừng cho anh chị của mình. Tiếp đến thì xin kính mời bố mẹ Ngân Huyên và bố mẹ Hà Sơn, là bố mẹ đỡ đầu về phía của đằng sâu Huyền Trang, chúng ta trở về để trao phần tặng phẩm cho các con thiêng liêng của mình. Sau bố mẹ Ngân Huyên, bố mẹ Hà Sơn, xin kính mời chú dì Quang Sen sẽ chuẩn bị cho phần tặng phẩm để chúc mừng cho hai cháu. Xin cảm ơn phần tặng phẩm của em Hải rất là nhiều. Xin kính mời hai mẹ đỡ đầu Ngân Huyên và Hà Sơn. Tiếp đến là phần tặng phẩm của gia đình chú dì Quang Sen. Xin kính mời phần tặng phẩm của bố mẹ Hà Sơn. Tiếp đến là phần tặng phẩm của chú dì Quang Sen. Và một phần tặng phẩm của hai cháu Su Su và Sake sẽ chuẩn bị cho phần tặng phẩm để chúc mừng trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, đây là phần tặng phẩm về phía của chú dì Quang Sen. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn chú dì cùng với hai em. Chúng tôi còn được đón nhận một phần tặng phẩm rất đặc biệt của bà nội về phía của đằng dâu, xin gửi lại cho tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Xin mời phần tặng phẩm của hai cháu Su Su và Sake sẽ trở về để cho phần tặng phẩm. Phần tặng phẩm ở khu vực phía bên trên trung tâm sân khấu này rồi. Rồi, hai con kiêng lên. Kính thưa quý vị, giờ phút này thì đó là phần tặng phẩm tiếp theo. Phần tặng phẩm về phía của đại gia đình họ Trai. Chúng con xin kính mời phần tặng phẩm của ông bà ngoại của chú rể Minh Tuấn trở về trung tâm hòa mừng ngày hôm nay. Đầu tiên ngày hôm nay thì đã là phần tặng phẩm của ông bà nội đã được trao lại cho cô dâu chú rể rồi. Và giờ phút này thì chúng con xin kính mời ông bà ngoại có một phần tặng phẩm để chúc mừng cho các cháu. Chúng con xin kính mời ông bà trở về khu vực sân khấu ngày hôm nay để trao phần tặng phẩm. Vâng, đây là bà ngoại của chú rể Minh Tuấn. Xin quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúng ta chào đón bà ngoại với phần tặng phẩm hôm nay. Vâng, chúng con cảm ơn bà rất nhiều. Tiếp đến xin kính mời phần tặng phẩm đặc biệt ngày hôm nay mà rất nhiều người chúng ta ngóng đợi. Bố mẹ thân sinh ra chàng rể Minh Tuấn. Và ngày hôm nay thì người mẹ trang điểm rất tuyệt tuyệt vời để đón người con, và trước hết, trước giờ đón dâu, một phần tặng phẩm đầy ý nghĩa để trao tặng cho các con thiêng yêu của mình. Thì chúng ta còn được đón nhận một phần tặng phẩm của người con thiêng liêng về phía của cô dâu. Kính thưa quý vị, chúng ta đang được chứng kiến hình ảnh người mẹ trao những kỷ vật tuyệt vời nhất cho các con của mình.
con thiêng liêng của cô dâu Huyền Trang sẽ trở về để trao phần tặng quà. Để thực hiện con thiêng liêng không vỡ ở bài chúc mừng gắn vào được những vũ dụng vật kỷ vật để trao tặng chúc mừng cho các bố mẹ của mình. Một tràng pháo tay của quý vị thật lớn để chúng ta cảm ơn phần quà của người mẹ ngày hôm nay. Vâng, xin kính mời một chị đại diện cho con thiêng liêng trở về để trao phần tặng quà cho Huyền Trang và Minh Tuấn ngày hôm nay. Tiếp đến xin kính mời gia đình của chú Tim Bắc, chú Tim Tết và chú Việt sẽ chuẩn bị. Xin mời gia đình chú Tim Tết, chú Tim Bắc, chú Tim Tết và chú Việt sẽ trở về để trao tặng và chúc mừng cho các cháu ngày hôm nay. Những người thân về phía của gia đình chú rể Minh Tuấn. Các chú các thím xin kính mời gia đình hai bác Sơn Linh và tác phẩm của anh Nam. Cảm ơn chú Việt rất là nhiều. Xin kính mời gia đình hai bác Sơn Linh và phần tặng phẩm của anh Nam. Tiếp đến xin kính mời chú dì Nguyễn Nguyên. Rất nhiều những phần tặng phẩm mà chúng tôi được vào đón nhận và những trang danh sách được gửi về tại trung tâm phòng bệnh của gia đình họ Thái hôm nay. Sau hai bác Sơn Linh, xin kính mời chú dì Liễu Nguyên sẽ trở về để trao phần tặng phẩm cho các cháu của mình. Xin mời phần tặng phẩm của gia đình chú dì Liễu Nguyên. Sau gia đình chú dì Liễu Nguyên, xin mời anh chị Thắng Kiều. Và anh chị Thắng Kiều sẽ trao luôn phần tặng phẩm của gia đình anh chị Phương Thanh ngày hôm nay gửi đến cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Vâng, xin mời phần tặng phẩm của gia đình anh chị Thắng Kiều và gia đình anh chị Phương Thanh. Tiếp đến xin kính mời anh chị Đại Duyên, em Uyên, em Phương và em Anh sẽ chuẩn bị cho phần tặng phẩm hôm nay. Còn rất nhiều những phần tặng phẩm, những điều kiện thời gian tại lễ cung vị không cho phép, cho nên những phần tặng phẩm còn lại chúng tôi sẽ chuyển về tại phòng mừng của gia đình họ Trai để trao trong chương trình lễ thành hôn.
Sau khi bố Nam Ái trao phần tặng phẩm xong, xin mời tất cả các thành viên của đại gia đình về phía của cô dâu trở về sân khấu để chụp hình gia đình. Xin kính mời bố mẹ và tất cả anh chị em trong gia đình chúng ta khẩn trương trở về cùng cả sân khấu ngày hôm nay. Và trước hết thì xin mời hai bố mẹ thân sinh ra cô dâu và chú rể sẽ ra dành một cử hình tuyệt vời nhất trong giây phút lễ phục sinh ngày hôm nay. Chào các bạn thật lớn để chúc mừng cho đại gia đình ngày hôm nay đã được đón nhận thêm những người con mới của bên gia đình. Và các xin kính mời bố mẹ của chú rể, người ông bà trở về hàng ghế và xin mời bố mẹ cô dâu chúng ta đứng lại và chúc mừng sân khấu. Bố mẹ của cô dâu chúng ta ở lại ạ. Xin mời tất cả các thành viên trong gia đình của cô dâu chúng ta sẽ chuẩn bị trở về trung tâm phòng mình ngày hôm nay để chúng ta chụp hình chung cùng với đôi bạn trẻ. Và trước mắt mọi người chúng ta đây chính là đại gia đình về phía của cô dâu Huyền Trang. Và đây chính là những giây phút tuyệt vời nhất và khó để nào quên trong cuộc đời của đôi bạn trẻ. Xin được cảm ơn toàn thể các thành viên trong gia đình rất nhiều. Cô dâu chú rể chúng ta vẫn đang đứng tại khu vực sân khấu. Và kính thưa toàn thể quý vị, giờ phút này để tiếp nối với chương trình lễ phục sinh chiều ngày hôm nay, chúng ta cùng đón nghe lời phát biểu xin dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ trai khách quý. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Quý vị đại biểu đại diện cho cả đôi bên dòng họ, trong không khí vô cùng phấn khởi của cả đôi bên dòng họ tràn ngập niềm hạnh phúc của ngày lễ vu quy, phái đoàn họ chúng tôi, vị đại biểu cao cả của gia đình họ trai chúng tôi đã được quý họ tạo điều kiện cho làm những thủ tục rất quan trọng trong ngày lễ vu quy này. Phái đoàn họ chúng tôi đã được quý họ đón tiếp vô cùng nồng nhiệt trong chương trình lễ vu quy. Giờ đây là giờ đẹp nhất, chúng tôi thay mặt cho họ cũng như gia đình xin trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các quý vị của cả đôi bên dòng họ trở về trung tâm phòng cưới của gia đình họ nhà trai chúng tôi cùng chứng kiến những giây phút thật huyền diệu thiêng liêng nhất trong cuộc đời của hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, giờ phút này tuyệt vời nhất trong chương trình buổi chiều ngày nay, chúng tôi kính mời hai ông trưởng đoàn sẽ cùng bắt tay nhau là những người dẫn đầu phái đoàn dẫn dâu của gia đình, dẫn đầu bạn trẻ Huyền Trang và Minh Tuấn về trung tâm phòng cưới của gia đình họ trai tại quê hương xóm năm xã Sơn Tiến. Sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa.
trông trong anh đôi tay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Cho tình yêu.
sống cho nhau. Giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi hạnh phúc. Kính thưa quý vị, quý quý, lúc này chúng ta nhìn thấy diện diện của các đoàn đại biểu đại diện song thân hai họ cùng với Mai Minh Tuấn và Mai Huyền Trang.
đang chuẩn bị tiến về trung tâm khán phòng hạnh phúc của gia đình họ nhà trai chúng ta, chúc dự tổ chức chương trình hạnh phúc trăm năm cho cuộc đời của hai em Mai Minh Tuấn đẹp duyên cùng Mai Huyền Trang với chương trình đại lễ thành hôn chiều nay. Xin được vui mừng đón chào tất cả xin diện của quý vị trong ngày phúc chiều hôm nay. Chào đón diện diện của quý vị đến với trung tâm khán phòng hạnh phúc của gia đình chúng tôi, chúc giữ ngày phúc trăm năm cho cuộc đời của em Mai Minh Tuấn đẹp duyên cùng Mai Huyền Trang. Và thưa quý vị, lúc này tại vị trí phía trong nhà chính diện, xin bác được vui mừng đón mời diện diện của quý bậc bề trên cùng với diện diện của các cụ, các ông, các bà. Mời quý vị cùng tiếp tục di chuyển vào khán phòng hạnh phúc để gia đình được đón quý vị chiều nay. Vui mừng nhiệt liệt chào đón xin nhân bỏ quý ông bà thông gia. Kính mời quý thông gia sẽ cùng di chuyển về vị trí trung tâm. Chào mừng hai em Minh Tuấn Huyền Trang. Mời em trở về đài hạnh phúc. Mời quý vị tiếp tục di chuyển về trung tâm khán phòng cưới. Di chuyển vào khán phòng hạnh phúc và xin được trân trọng kính mời quý thông gia sẽ ngồi tại vị trí hàng ghế đầu tiên, và sau đó xin kính nhờ quý vị trong ban tiếp tân sẽ giúp gia đình chúng tôi triển khai thật chu đáo tiệc trà nước thuốc để gia đình xin phép được trân trọng đón tiếp diện diện của quý vị cùng về tâm sự mừng hạnh phúc cho tình yêu của duyên ương. Kính mời quý vị, và đặc biệt lúc này gia đình chúng con được vui mừng đón chào diện diện của cha Giuse.
và xin kính nhờ quý vị trong ban tiếp khách tiếp tục giúp đỡ gia đình chúng tôi với các điều kiện thật chu đáo để lúc này đây gia đình cũng như hai em đang được hân hoan đứng tại lễ đài hạnh phúc, được trân trọng đón chào sự hiện diện của quý vị. Kính nhờ quý vị trong ban tiếp tân tiếp tục giúp đỡ gia đình chúng tôi triển khai thật chu đáo tiệc trà nước thuốc về khán phòng hạnh phúc. Và cùng với đó, lúc này sau khi đã ổn định các vị trí chỗ ngồi, quý vị sẽ lựa chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, trang trọng nhất để cùng dự ngày hạnh phúc của hai em tôi. Và xin kính nhờ một vị đại diện gia đình họ trai sẽ giúp hai em với những án hương trầm để hai em chuẩn bị thực hiện nghi thức lễ gia tiên. Kính thưa quý vị, thưa quý, niềm vui giúp của hai em Minh Tuấn và Huyền Trang khi được trân trọng chào đón tất cả xin diện của quý vị, quý khách gần xa cùng về chung dự mừng hạnh phúc cho tình yêu của hai em tôi. Kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bài thuốc, bài thuốc, bài trầu nghỉ ngơi cho ít phút trước khi gia đình cũng như hai em xin phép được chính thức tổ chức trong ngày phút chiều hôm nay. Cũng xin được thông báo với tất cả các cá nhân, các tập thể, các cơ quan đoàn thể có những tác phẩm muốn gửi trao cho em, xin vui lòng đăng ký với ban tổ chức gia đình chúng tôi để trong chương trình lễ thành hôn xin phép sẽ được cùng giới thiệu tất cả những tác phẩm mà quý vị gửi trao cho ngày phút chiều nay. Kính thưa quý vị, khách quý, quả thật ông vậy, sau khi quý vị đã di chuyển từ khán phòng hoa gia đình họ nhà gái, tư gia của gia đình ông bà Vinh Chín là song thân phụ mẫu từ phía chàng rể nàng dâu Huyền Trang, giờ này quý vị đã về với khán phòng cưới gia đình họ nhà trai chúng tôi, tọa lạc tại tư gia của gia đình ông bà Đoàn Tơ là song thân phụ mẫu từ phía chàng rể Minh Tuấn tại xóm 5 Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định để dự ngày phúc trăm năm cho cuộc đời của hai em Minh Tuấn, đẹp duyên cùng Huyền Trang với chương trình lễ thành hôn chiều nay. Kính thưa quý vị, khách quý, giờ này với sự hiện diện rất đông đủ, đông đầy yêu thương của quý vị đã cùng về đây dự ngày hạnh phúc tân hôn của hai em tôi, nghi thức đầu tiên xin phép được nhường lại để tạ ơn Thiên Chúa và tạ tình quê hương. Vì thế trong nghi thức chiều nay, xin mời cô dâu sẽ để hoa xuống bàn, mời chú rể sẽ cùng cầm tay cô dâu tiến đến trước bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ gia tiên để thực hiện thủ tục nghi thức lễ gia tiên. Kính thưa quý vị, trong nghi thức chiều nay, chúng con xin phép được kính mời cha Giuse, kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà, quý vị đang hiện diện tại khán phòng cưới. Kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng vui lòng đứng dậy, hướng về phía tôn nhan Thiên Chúa là ngọn nguồn tình yêu thương, tại vị trí phía đông của gian nhà chính diện, để gia đình chúng con cùng với đôi yên đương xin phép được đón tiếp quý vị đặc biệt trong giờ kinh tạ ơn chiều hôm nay. Xin mời hai em Minh Tuấn, Huyền Trang sẽ tiến đến trước bàn thờ Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa là nguồn phụ tử trên trời và dưới đất. Chính nhờ người mới có tổ tiên, ông bà, cha mẹ rồi mới có ta. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình mới của hai em, Minh Tuấn, Huyền Trang được trăm năm hạnh phúc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chân Chúa đi qua đời ta bỏ hay thật ra, ôi tình yêu Chúa mênh mang tràn đầy, tình yêu Chúa bao la chung đời, huyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ơi tuyệt vời. Kính lạy Đức Chúa là ngọn nguồn tình yêu thương. Xưa Chúa đã tạo con người ta có nam, có nữ, và Thiên Chúa chúc phúc cho họ hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Và xưa Chúa đến tham dự tiệc cưới Cana và ban ân phúc cho đôi bạn trẻ thánh hóa tình nghĩa vợ chồng. Giờ đây xin Chúa tham dự tiệc cưới của hai em Minh Tuấn và Huyền Trang, giúp hai em biết sống chu toàn trong cuộc sống hôn nhân gia đình, biết sống yêu thương và chăm sóc nhau khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để tình yêu của họ trở thành dấu chỉ tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Xin cho em được biết chung thủy trong đời sống hôn nhân gia đình, biết sống làm rạng rỡ gia phong, biết sống yêu thương và chăm sóc nhau trong suốt cả cuộc đời. Giờ đây, để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa là Cha, xin mời hai em Minh Tuấn, Huyền Trang sẽ dâng hương với ba lễ xá trước bàn thờ Thiên Chúa tình yêu. Và sau đó mời em sẽ di chuyển đến trước bàn thờ Gia Tiên. Kính lạy các bậc tổ tiên anh minh, các ngài đã sống qua các thời đại, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng, gia sản của các ngài là lũ cháu đàn con. Sách Đức Huấn Ca thì dạy rằng: hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, để ngươi được sống lâu và hưởng thọ trên mặt đất này. Kính lạy các bậc tiền nhân, giờ đây hiện diện trước di ảnh các ngài, chúng con là Minh Tuấn và Huyền Trang. Qua sự sinh dưỡng trưởng thành của cha mẹ đôi bên, chúng con được tự do và tự nguyện xây dựng trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Qua bí tích hôn nhân Công giáo nhiệm màu, giờ đây chúng con đã trở thành một gia đình mới. Trong ngày hạnh phúc thành hôn của hai chúng con hôm nay, chúng con xin phép được đến trước di ảnh các ngài để trình diện. Xin các bậc tiền nhân tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho chúng con, để chúng con biết sống chu toàn trong cuộc sống, phù hộ cho vợ chồng chúng con luôn được mạnh khỏe, công ăn việc làm thuận lợi, gia đình được hạnh phúc. Giờ đây để tỏ lòng tri ân, xin mời hai em sẽ dâng hương với hai lễ xá trước bàn thờ Gia Tiên. Và nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình mới của chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị. Chúng ta kính mời quý cha, kính mời quý vị an tọa. Xin mời hai em Minh Tuấn, Huyền Trang trở về vị trí bàn chủ hôn. Một lần nữa chúng tôi kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, dành hạnh phúc trăm năm cho cuộc đời của em Minh Tuấn để riêng cùng Huyền Trang. Và lúc này xin tất cả quý vị cho em Minh Tuấn, Huyền Trang sẽ được an tọa. Mời hai em. Kính thưa quý vị, kính quý, giờ này cho phép ban tổ chức tôi xin phép các cụ, các ông, các bà, đặc biệt với sự hiện diện đầy yêu thương của cha Giuse là ân thân nhân từ phía gia đình họ gái khách quý, chúng con xin phép được tổ chức và dẫn dắt với câu chuyện tình yêu của hai em Mai Minh Tuấn đẹp duyên cùng Mai Huyền Trang tại khán phòng hoa gia đình họ nhà trai trong chương trình buổi chiều lễ thành hôn chiều nay. Kính thưa quý vị khách quý, quả thật đúng vậy, ai về đất mẹ quê ta, xuân tiến hai tiếng thủy chung mà mặn mà, để rồi mùa này thì mùa cưới xuân sang, mùa cá gặp nước, mùa chim tung trời. Ngày hạnh phúc của hai em Minh Tuấn và Huyền Trang hôm nay, có thể chúng tôi đang được thấy tận hưởng niềm vui hạnh phúc đó bởi sự rạng rỡ trên khuôn mặt của quý vị đã về đây dự và chúc mừng hạnh phúc tân hôn cho hai em. Kính thưa quý vị khách quý, trong những câu ca của những liền anh liền chị quan họ thì viết rằng: yêu nhau thì đứng ở đằng xa, mà con mắt liếc lại thì bằng ba lần gần, để rồi anh cũng còn son mà em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Và rồi thưa quý vị khách quý, quả thật đúng vậy, xưa kia thì trong ta tiếp khách bằng chầu, mà ngày nay thì gia đình chúng tôi xin phép được tiếp quý vị bằng trà tàu thuốc thơm. Giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thơm nước, thơm trà, và chúng ta sẽ cùng đến với Tổ quốc ba quan mời chầu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Huê. Mời quý vị một trọng mắt để chào đón Minh Huê trở về sân khấu chiều nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin cảm ơn những chào mừng tất cả quý vị dành tặng tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Huê. Kính thưa quý vị, quả thật đúng vậy, ăn một miếng trầu, tiện đây ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng. Mà trầu này thì trầu tính, trầu tình, trầu long, trầu phụng, chồng mình, cưới ta. Kính thưa quý vị, khách quý, đặc biệt tình yêu của hai em Mai Minh Tuấn và Mai Huyền Trang có thể nói rằng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã an bài, ân đấng bề trên đã rộng tình ban phúc ấm để hai em tôi được đón mối duyên nồng thiết tha. Lượt đời phép đạo cũng đã qua, trăm năm mai chúc được về chung một nhà. Hạnh phúc tự tin hơn nơi thánh đường uy nghi, cha xứ đã chuẩn y ban bí tích hôn phối cho hai em. Để chén rượu nho nơi dâng hàng quan thánh, cả giao đường vang lên khúc nhạc tưng bừng và lời nguyện cầu báo rao cặp uyên ương được bách niên giai lão trọn đời yêu thương. Chúc Tuấn nay đi theo đường thánh cả, mừng Trang nay đi đúng lối mẹ hiền, gia thân hai họ chính thức nối liền từ đây. Kính thưa quý vị, được sự nhất trí của chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã làm lễ đăng ký kết duyên cho hai em tôi được chính thức nên vợ thành chồng, được sự quan tâm vun trồng từ phía cha mẹ, họ hàng, cha bác, nội ngoại thân thương. Mọi thủ tục về giáo hội cũng như xã hội, hai em Minh Tuấn, Huyền Trang đã hoàn tất rất chu đáo. Đó là lý do chính thức của chương trình hôn lễ mừng hạnh phúc chúc trăm năm cho tình yêu của hai em Mai Minh Tuấn, đẹp duyên cùng Mai Huyền Trang, nhằm ngày thứ Tư ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sửu. Giờ này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng mời nước, mời thuốc, mời trầu cho phép ban tổ chức gia đình chúng tôi xin phép được đại diện cho gia đình ông bà chủ hôn Mai Minh Đoàn và bà Ngô Thị Tơ là song thân phụ mẫu từ phía chàng rể Mai Minh Tuấn. Xin phép được trịnh trọng công bố chương trình lễ thành hôn mừng hạnh phúc cho tình yêu của hai em Mai Minh Tuấn, đẹp duyên cùng Mai Huyền Trang. Xin phép được chính thức bắt đầu. Mời quý vị một tràng pháo tay thật giòn thật dài để chúc mừng. Lời đầu tiên cho các đơn vị xin được thay lời cho những người đến chương trình chiều nay, xin được gửi chào tới xin riêng quả cha Jose cùng xin riêng quả các cụ, các ông, các bà, quý vị trong ngày phúc quả hai em chúng tôi chiều nay. Đặc biệt gửi lời chúc mừng tới hai gia đình và chúc cho em Minh Tuấn, Huyền Trang trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và thưa quý vị, ngay sau đây để đáp lại tất cả xin riêng quả quý vị, xin được trân trọng kính mời chàng rể Mai Minh Tuấn cùng cô dâu Mai Huyền Trang. Xin mời em sẽ tay trong tay đứng dậy, ôm đóa hoa tươi thắm tiến về vị trí trung tâm khán phòng. Và cùng với đó, chúng tôi cũng xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về vị trí sân khấu về phía gia đình họ nhà trai. Xin kính mời ông Mai Minh Đoàn và bà Ngô Thị Tơ là song thân phụ mẫu từ phía chàng rể Mai Minh Tuấn. Về phía gia đình họ gái, xin kính mời ông Mai Văn Vinh và bà Vũ Thị Chín là song thân của mẫu từ phía cô dâu sẽ trở về khu vực sân khấu để hân hoan. Cảm ơn xin diện quả quý vị trong hạnh phúc quả hai con chiều nay. Kính thưa quý vị, khách quý lúc này hiện diện tại vị trí trung tâm khán phòng cưới, giới thiệu quý vị gia đình thông gia cùng với em Minh Tuấn, Huyền Trang. Xin phép được cảm ơn tất cả quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay thật giòn thật dài để chúc mừng. Và sau đó chúng ta xin phép được kính mời bước lên thềm trên quả sân khấu. Xin kính mời quý thông gia, kính mời bố mẹ từ phía cô dâu và chú rể, kính mời ông bà sẽ cùng tiến lên thềm trên quả sân khấu để chứng kiến những giây phút đẹp nhất của hai con. Xin kính mời. Xin mời quý thông gia sẽ đứng vào vị trí trung tâm. Kính thưa quý vị, thưa quý vị, lúc này mới xin diện quả trình kiến của tất cả quý vị. Xin phép sẽ được cảm hoa cho cô dâu, sẽ giúp đỡ cô dâu và chú rể sẽ để hoa xuống bảng hạnh phúc. Thưa quý vị, bánh ngọt tượng trưng cho ngày phúc của hai em tôi. Lúc này mới xin diện quả trình kiến của tất cả quý vị. Nghi thức đầu tiên, xin mời hai em Minh Tuấn, Huyền Trang
sẽ cùng nhau chia sẻ hạnh phúc ngọt ngào qua bánh tình yêu. Hay em sẽ cùng chung tay các phần bánh tiết tình cụ thể. Xin mời cô dâu và chú rể và xin quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng. Tiếp theo sẽ là phần bánh thứ hai. Hèn sẽ gấp để cùng cảm ơn công đức sinh thành của bố mẹ đã suốt đời vất vả vì chúng con. Và tầng bánh thứ ba, hèn sẽ có đó tình yêu này là sự ngọt ngào để phát triển sự sống trên mặt đất. Và chúng tôi muốn mời quý vị một tràng hoa tay nữa để chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đó là nghi thức đầu tiên. Giờ đây cô dâu quý vị sẽ tay trong tay tiến về bên tháp điệu. Kính thưa quý vị, điều biểu trưng cho rất một vui và trong hạnh phúc của em tôi chiều nay với sự chứng kiến của quý bố mẹ đôi bên cùng với tất cả quý vị, hai em sẽ cùng nhau chính thức khai diệu mừng ngày thành hôn. Xin mời cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, lúc này thì chính thức cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau chia sẻ hạnh phúc ngọt ngào trong cuộc sống hạnh phúc của hai em chiều ngày hôm nay. Mời cô dâu chú rể sẽ cùng nhau chia sẻ hạnh phúc ngọt ngào. Và mời quý vị một tràng pháo tay thật giòn thật dài để chúc mừng hạnh phúc của hai em chúng tôi chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trên này là ca khúc ngày tân hôn. Tình yêu của hai em đang được trân trọng. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Cùng với đó, bố mẹ đôi bên cũng đang chứng kiến những hạnh phúc ngọt ngào đẹp đẽ nhất của hai con với giây phút đỉnh điểm của tình yêu chiều ngày hôm nay. Chú rể sẽ gạt ra 6 ly rượu tại vị trí bàn rượu. Kính thưa quý vị, thưa quý, lúc này đây cô dâu chú rể sẽ chính thức thực hiện trong nghi thức dâng rượu cảm tạ công đức sinh thành của bố mẹ đã giúp đỡ vất vả vì chúng con. Chúng con sẽ luôn ghi nhớ những giây phút này trong cuộc đời. Và lúc này xin mời cô dâu nghỉ trang thân mến. Từ đây em sẽ trở về với gia đình để làm mời cô dâu sẽ dâng rượu cho bố mẹ. Em sẽ tiến lại gần hơn. Xin bố, xin mẹ hãy nhận ly rượu phần hạnh phúc của chúng con với tấm lòng thành. Và xin mời minh tuấn sẽ dâng rượu cho nhà cụ và nhà mẫu của mình. Sau đó mời hai em với hai ly rượu và sắp sẵn. Xin mời chú rể cùng cô dâu sẽ là ly rượu kết nghĩa tình phu thê. Hai em sẽ di chuyển vào vị trí trung tâm sân khấu. Xin mời trước tiên sẽ là gia đình công gia kết tình công gia công ty chúc mừng. Và mời quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng. Kính mời quý công gia và mời em sẽ đan tay uống ly rượu mừng hạnh phúc chiều ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Cảm ơn quý vị và xin phép được gửi những bước đi cho quý đại diện hai họ. Kính thưa quý vị, khách quý vừa rồi với sự hiện diện và chứng kiến của tất cả quý vị. Với sự chứng kiến đó, vừa rồi hai bên gia đình đã kết tình không xa. Và thưa quý vị, khách quý lúc này đây sẽ là nghi thức đầu tiên. Chúng con xin phép kính mời quý bố mẹ đôi bên sẽ lắng lại vị trí sân khấu cùng với hai con. Sau khi đã chia sẻ hạnh phúc ngọt ngào qua bánh cưới và thắp ly tình yêu, hai em sẽ được tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngọt ngào nhất. Và thưa quý vị, ngay sau đây để chào mừng tất cả sự hiện diện của quý vị đến với gia đình họ nhà trai chúng tôi, cũng là niềm mong muốn từ phía gia đình và hai em để rồi có thể nói rằng niềm vui thì vui cả gần xa. Và đón dâu tiếp khách mời chầu, dòng ba câu chúc cũng chính là lời mừng duyên. Giờ này cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện phái đoàn gia đình họ trai sẽ có lời phát biểu khai mạc chương trình lễ thành hôn chiều nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Hai chiều nay
trọng kính cha Giuse, ân thân nhân của hai gia đình kính mến, kính thưa tất cả các cụ ông, cụ bà, các bậc cha bác, các quý khách gần xa, các bạn trẻ nam nữ thanh niên của hai cháu thân mến. Lời đầu tiên, con đại diện cho họ nhà trai xin được gửi tới cha Giuse, quý cụ ông, cụ bà cùng toàn thể hội hôn lời chào tốt đẹp nhất và lời chúc sức khỏe. Kính thưa toàn thể hội hôn, trước hết cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho hai gia đình sinh hạ được hai cháu và hai cháu đã trưởng thành. Được sự giới thiệu của các bậc cha bác cũng như các bạn trẻ nam nữ thanh niên của khu xóm, hai cháu đã xin phép hai gia đình xin được tìm hiểu nhau. Được đôi bên gia đình đồng tình ủng hộ, hai cháu đã tìm hiểu ý hợp tâm đầu và hai cháu đã tìm được hạnh phúc mà chính hai cháu đã lựa chọn. Một tình yêu đích thực mà Thiên Chúa đã an bài cho hai cháu. Đồng thời, hai cháu đã được cha xứ cử hành thánh lễ trọng thể tạ ơn Thiên Chúa và ban bí tích hôn phối cầu chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Với sự vui mừng này, hai gia đình cùng thống nhất chọn ngày hôm nay để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hai gia đình đã có lời thỉnh mời tới tất cả các cụ ông, cụ bà, các bậc cha bác, các quý khách gần xa, các ông bà tình nghĩa khu xóm. Hai cháu đã loan báo tin vui tới tất cả các bạn trẻ cùng trở về hôn trường họ nhà trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn hôm nay. Được sự hiện diện của tất cả các cụ, các ông, các bà là niềm vui bất tận đến với hai gia đình và vinh dự cho hai cháu. Tôi thay lời cho anh chị đoàn chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Tôi xin kính chúc cha Giuse, các cụ, các ông, các bà dồi dào sức khỏe để đón một mùa xuân an bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Chúc hai cháu kiện toàn tình yêu trăm năm hạnh phúc. Chúc các bạn trẻ để đón một mùa xuân mới đầy an vui, vạn sự như ý. Tôi xin kính chúc. Kính thưa quý vị, khách quý, vừa rồi qua lời phát biểu của mình, vị đại biểu đại diện phái đoàn gia đình họ nhà trai, trước tiên ông xin phép được đại diện cho quý họ xin thay lời cho gia đình ông Mai Minh Đoàn và bà Ngô Thị Tơ là song thân phù mẫu từ phía chàng rể Mai Minh Tuấn. Xin phép được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến xin diện của quý cha cũng như quý vị đang hiện diện tại khán phòng hoa gia đình chúng tôi chiều nay. Ông xin phép được nói lên đôi lời ý nghĩa của chương trình ngày hạnh phúc thành hôn của hai cháu Minh Tuấn và Huyền Trang. Cùng với đó, ông cũng xin phép được cảm ơn sự hiện diện rất quý giá của quý vị đã về đây dự ngày hạnh phúc tân hôn của hai em. Cùng vì tình cảm thương con mến cháu, vì tình cảm bạn bè chân thành vô tư, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai em. Và cuối cùng, ông không quên chúc hai cháu hạnh phúc trăm năm. Kính thưa quý vị khách quý, quả thật đúng vậy, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta thì có câu ca rằng: công cha thì ví tựa non cao, mà nghĩa mẹ thì ví tựa như sao trên trời. Mà rồi thì hôm nay long phụng sum vầy, chúc đôi bạn trẻ đẹp ngày kết hôn. Mà họ trai thì đã phát biểu rồi, sau đây họ gái sẽ có đôi lời muốn thưa. Giờ này cho biết ban tổ chức tôi xin phép được kính mời vị đại biểu đại diện từ phía phái đoàn gia đình họ gái khách quý sẽ có lời phát biểu trong chương trình chiều nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Mời quý vị một tràng pháo tay chào đón và chúc sức khỏe vị đại diện gia đình họ gái chiều nay. Trọng kính cha Giuse, trọng kính các cụ, lời đầu tiên cho con phép con gửi tới
quý cha Giuse cùng các ông, các bà, cùng bạn bè, thanh niên, nam nữ của hai cháu cùng hai hồng họ một lời chào trân trọng nhất. Qua thời gian 5 tháng, các cháu đã tìm hiểu và được sự nhất trí của đôi bên gia đình. Cha đã ban bí tích hôn nhân cho hai cháu và được sự nhất trí của chính quyền địa phương đã đăng ký kết hôn cho hai cháu. Hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình cũng như hai họ mừng tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu được thành công tốt đẹp. Vậy giờ đây tôi đại diện cho họ gái chúng tôi một lần cuối kính chúc cha Giuse cùng các cụ, các ông, các bà, cha dì, chú bác, nội ngoại của hai dòng họ một lời chúc sức khỏe và chuẩn bị đón một mùa xuân mới mạnh phúc và vui tươi. Đặc biệt nhất là mọi sự bằng an trong tay Chúa. Con xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, khách quý, vừa rồi với xin riêng của tất cả quý vị, vị đại biểu đại diện phái đoàn gia đình họ gái. Trước tiên, ông xin phép được đại diện thay lời cho quý họ, thay lời cho gia đình ông Mai Văn Vinh và bà Vũ Thị Chín là song thân phụ mẫu từ phía cô dâu Mai Huyền Trang. Xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành cũng như lời chào chúc đến tất cả quý vị đang hiện diện tại khán phòng hạnh phúc gia đình chúng tôi. Tiếp theo, ngày hôm nay đây, ông xin phép cùng với phái đoàn gia đình họ gái chính thức dẫn cháu Huyền Trang hồi môn, làm dâu con trong dòng tộc và làm vợ của chàng rể Minh Tuấn. Xin phép được gửi gắm cháu gái nơi gia đình họ trai, cách đặc biệt gửi gắm nơi gia đình ông Mai Minh Đoàn và bà Ngô Thị Tơ, cũng như gửi gắm cháu gái cho chàng rể Minh Tuấn chăm sóc và yêu thương. Rất mong sự yêu thương chăm sóc của gia đình, cách đặc biệt sự yêu thương chăm sóc của Minh Tuấn dành tặng cho vợ mình. Và rồi ông cầu chúc cho hai cháu: hai cháu ơi, đã là tình nghĩa phu thê, hai cháu ơi, sống sao cho dâu hiền thì nên con gái, mà dì Thảo thì nên con trai, đẹp lòng cha bác cả hai gia đình, sống sao cho đạo nghĩa vẹn tình, họ hàng cha bác bên mình bên ta. Xin được chân thành cảm ơn lời phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái chiều nay. Giờ này một lần nữa xin được kính mời quý vị cùng thơm nước thơm trà tiếp tục quay trở lại với chương trình ca nhạc Mừng Hạnh Phúc Cho Hai Em Tôi, và cũng xin phép quý vị cho em Minh Tuấn, Huyền Trang trở về vị trí của mình. Kính thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, thưởng thức về tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hương. Dạ vâng, sau đây Thu Hương xin được trân trọng gửi tới quý vị một sáng tác với tựa đề Giận Mà Thương. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng đón nghe. Lúc nào anh giận em không, để thương suốt cả ngày anh giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm giận chẳng còn mà thương rộng dài như. Thank you.
mà thương, sao mà giá diệt thế. Ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào anh giận em không? Rồi có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày anh giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thế. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hương rất nhiều. Kính thưa quý vị, khách quý, lúc này xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mời nước, mời thuốc, mời trầu. Kính thưa quý vị, về dự hạnh phúc trăm năm trong cuộc đời của hai em Minh Tuấn và Huyền Trang chiều nay, ngoài những lời phát biểu chúc mừng, những lời ca tiếng hát, quý vị còn dành cho hai em tôi rất nhiều những phần quà. Giờ này một lần nữa xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay đứng dậy để đón nhận những phần quà mà quý vị sẽ gửi trao trong chương trình lễ thành hôn chiều hôm nay. Xin mời anh em Moby Nam Định trở về sân khấu để trao quà. Xin được trân trọng kính mời. Mời quý vị một cháu để cảm ơn phần quà từ phía anh em Moby tỉnh Nam Định về quà chúc mừng cho cô giáo chú rể chiều nay. Sau phần quà này xin mời đại diện câu lạc bộ bóng đá FC Cầu Xây trở về sân khấu để trao quà. Xin mời đại diện câu lạc bộ bóng đá FC Cầu Xây. Sau phần quà của câu lạc bộ bóng đá FC Cầu Xây, xin mời phần quà từ phía ban giáo lý giáo họ Cha Thánh Đa Minh có quà gửi tặng cho cô dâu và chú rể chiều nay. Xin kính mời đại diện trở về sân khấu để trao quà. Và phần quà này chúng tôi đã được tiếp nhận, xin cảm ơn ban giáo lý. Xin kính mời đại diện ban giáo lý giáo họ Cha Thánh Đa Minh. Vâng, xin cảm ơn phần quà của ban giáo lý. Tiếp theo xin kính mời phần quà của anh chị Hưng có quà gửi tặng hai em chiều nay. Xin mời phần quà của anh chị Hưng trở về sân khấu để trao quà. Xin mời phần quà của gia đình anh chị Hưng. Và phần quà này được tiếp nhận, xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo xin mời phần quà của gia đình anh chị Dũng Thu cũng có quà gửi tặng hai em. Và phần quà này chúng tôi cũng được tiếp nhận, xin được tiếp tục đón nhận. Đó là phần quà từ phía anh chị em họ ngoại của cô dâu sẽ có quà gửi tặng cô dâu và chú rể chiều hôm nay. Xin kính mời phần quà của anh chị em họ ngoại từ phía cô dâu. Sau phần quà này xin mời phần quà của bạn Hồng, bạn Quỳnh và bạn Phương là những người bạn từ phía cô dâu chú rể sẽ có quà gửi tặng dâu sinh nhật bảo chiều nay. Xin kính mời. Xin mời phần quà của bạn Hồng, bạn Quỳnh và bạn Phương.
Và phần quà này chúng tôi cũng xin phép được tiếp nhận gửi tặng lại cô dâu rể. Tiếp theo xin mời phần quà của cô chú tâm hội ở Sài Gòn vì điều kiện dịch bệnh không thể trở về để tham dự ngày hạnh phúc, cũng xin phép được gửi tặng cô dâu chú rể chiều nay. Xin mời phần quà từ phía gia đình cô chú tâm hội ở Sài Gòn. Sau phần quà này xin mời phần quà của con Quốc Vương trở về sân khấu để trao quà. Xin mời con Quốc Vương sẽ trở về sân khấu để trao quà cho bố mẹ trong ngày phúc chiều nay. Và xin quý vị những chào vào đây để chúc mừng. Quốc Vương là con đỡ đầu của chú rể đúng không ạ? Vâng, xin mời các nhóm ảnh gia xem màn kịch ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất. Kính thưa quý vị, chúng tôi còn được đón nhận rất nhiều những phần quà đã gửi trao cho em. Xin phép được chân thành cảm ơn tất cả những phần tặng phẩm của quý vị. Và cuối cùng sẽ là một tràng pháo tay rất giòn rất dài của quý vị dành tặng hai em chiều nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc này xin mời cô dâu rể sẽ tiếp tục trở lại vị trí của mình. Kính thưa quý vị khách quý, chúng ta sẽ đến với những giây phút hạnh phúc ngọt ngào. Thưa quý vị, vào năm 1976, trong một chuyến công tác tại miền Tây Bắc xa xôi, cố nhạc sĩ Phạm Triều đã viết một trong những ca khúc hay nhất để gửi tặng cho những người con gái bước về nhà chồng. Ngày hôm nay đây một lần nữa thì chúng tôi xin phép được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ca khúc mà chúng ta rất đôi quen thuộc khi những cô dâu chập chững bước về nhà chồng, Chín Bậc Tình Yêu. Kính thưa quý vị, Chín Bậc Tình Yêu là một câu chuyện tình yêu mà chúng ta được thấy ở đó vẽ lên viễn cảnh cô dâu bước về nhà chồng. Trong ca khúc này, một lần nữa chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp lại tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Huê trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Và phần quà này cũng là phần quà để chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và gửi tặng riêng cho cô dâu Huyền Trang trong chương chiều hôm nay. Xin được chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Huê.
Thưa quý vị, khách quý, qua chín bậc tình yêu, chúng ta đã được thấy một bức ảnh hoàn chỉnh về cảnh cô dâu bước về nhà chồng, những bước đi đầu tiên chập chững bước về nhà người. Kính thưa quý vị, khách quý, với quang cảnh đó, ngày hạnh phúc của em Minh Tuấn và Huyền Trang đang được dần khép lại với những giây phút hạnh phúc ngập tràn. Thưa quý vị, khách quý, đặc biệt về dự ngày hạnh phúc thành hôn của hai em Minh Tuấn, Huyền Trang chiều nay, gia đình chúng tôi được trân trọng đón nhận rất nhiều tình cảm cao quý của quý vị, quý khách, đoàn đại biểu đại diện hai họ, cũng như đặc biệt xin diện của quý đoàn đại biểu đại diện gia đình họ gái khách quý đã cùng về đây để dự ngày hạnh phúc thành hôn của hai em. Kính thưa quý vị, lúc này trước khi người mẹ mở rộng vòng tay để đón dâu nhập phòng mai trúc thì cho phép ban tổ chức tôi xin phép được trân trọng giới thiệu trở về vị trí sân khấu với lời phát biểu cảm ơn trong chương trình lễ thành hôn trước khi phái đoàn gia đình họ gái ra về với vị đại biểu đại diện phái đoàn gia đình họ gái khách quý trong chương trình buổi chiều hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Vâng, lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào đến quý hai dòng họ, lời chào kính trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa các vị khách quý của hai bên gia đình rất kính mến. Buổi lễ thành hôn của hai cháu đã thành công tốt đẹp. Tôi xin đại diện cho gia đình họ gái một lần nữa cảm ơn sự tiếp đón thân tình của quý họ trai đã dành cho họ gái chúng tôi giây phút thật vui vẻ và hạnh phúc trong mối thân tình thông gia. Vậy giờ đây xin phép quý họ trai cho họ gái chúng tôi được ra về. Cùng với đó xin gửi chúc mừng hạnh phúc sẽ đến với hai cháu để hai cháu luôn yêu thương nhau mãi mãi. Và năm cũ sắp qua, năm mới đang đến, kính chúc tất cả quý vị đón năm mới niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị khách quý, như vậy thì qua lời phát biểu của ông trẻ tuy đầy đủ, rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Kính thưa quý vị, một lần nữa ông xin phép được đại diện gia đình ông Mai Văn Vinh và bà Vũ Thị Chín cảm ơn sự tiếp đón của gia đình họ trai đã dành tặng cho gia đình họ gái chúng tôi những giây phút thật quý giá. Và thưa quý vị, lúc này gia đình họ gái chúng tôi xin phép được dành tặng cho gia đình họ trai với phần quà ý nghĩa, đó là cháu Huyền Trang. Từ đây cháu Huyền Trang sẽ về chung sống với Minh Tuấn, hai em chung một nhịp cầu, chung cha, chung mẹ, chung ngày, chung đêm. Kính thưa quý vị, cùng với đó cũng cho phép ban tổ chức tôi xin phép một lần nữa đại diện thay lời cho gia đình họ nhà trai, ông Mai Minh Đoàn và bà Ngô Thị Tơ là song thân phụ mẫu từ phía chàng rể Minh Tuấn, chân thành cảm ơn sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà. Thưa quý vị, quả thật đúng vậy, lúc này cánh cửa phòng loan đã hé mở đón chào, dẫn con dâu mới bước vào phòng loan. Mẹ đi trước con theo sau, hạnh phúc buổi đầu e thẹn bao nhiêu, từ đây sớm sớm chiều chiều, hạnh phúc sẽ được tận hưởng cuộc đời bên nhau. Xin mời em Minh Tuấn, Huyền Trang kính mời mẹ sẽ trang điểm như thời mẹ còn yêu bố để chính thức mẹ ra sân dâu để nhập phòng mai trúc chiều hôm nay. Xin kính mời mẹ. Kính thưa quý vị, con đường hạnh phúc đã được trải dài từ khán phòng cưới gia đình chúng tôi tiến về vị trí nhà chính diện của chàng rể Minh Tuấn. Lúc này mẹ sẽ chính thức dẫn dâu rể nhập phòng mai trúc buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời mẹ sẽ chính thức ghi hình với người con dâu hạnh phúc của mình. Và sau đó kính mời mẹ sẽ chính thức dẫn dâu rể cùng nhập phòng mai trúc hạnh phúc chiều hôm nay. Xin kính mời mẹ. Kính mời mẹ, con đường hạnh phúc đã được trải dài, mẹ sẽ dẫn dâu. Kính mời mẹ sẽ đi trước dẫn con dâu của mẹ vào căn phòng hạnh phúc. Mời quý vị một tràng pháo tay nhớ để chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị khách quý,
Đó là chương trình Hạnh Phúc của hai em Mai Minh Tuấn và Mai Huyền Trang có thể kéo dài thêm hơn nữa, nhưng vì thực hiện thời gian không cho phép, xin phép được khép lại chương trình lễ tận hôn mừng hạnh phúc cho Liên Hương. Một lần nữa cảm ơn tất cả sự diện của quý vị đã về dự hạnh phúc của em. Xin trịnh trọng công bố chương trình lễ tận hôn của em Minh Tuấn và Huyền Trang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả sự diện của quý vị. Kính chúc quý vị thuận lợi, bình an. Chúc cho quý vị và gia đình chuẩn bị đón một mùa xuân mới an khang, gia đình hạnh phúc. Xin được chân thành cảm ơn sự nhiệt quả quý vị. Và có lẽ là lúc này Nguyễn Tràng bắt tay với cái tay thân thiện của quý hai gia đình dành tặng cho nhau với những giây phút hạnh phúc ngọt ngào của hai em chiều nay. Xin cảm ơn tất cả sự nhiệt quả quý vị đã về dự ngày hạnh phúc thành hôn của hai em. Kính chúc quý đoàn đại biểu đại diện gia đình họ gái thuận lộc bình an. Chúc quý vị và gia đình chuẩn bị đón một mùa xuân mới an khang hạnh phúc.